Gần đây, rất nhiều chủ thuê bao điện thoại di động sử dụng hệ điều hành iOS nhận được tin nhắn mời chào tuyển dụng với mức lương cao, dễ dàng, nhưng khi liên hệ lại thì gặp một ma trận. Liên tục trong những ngày vừa qua, nhiều người sử dụng thiết bị di động có hệ điều hành iOS tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều tin nhắn mang nội dung như nhau. Chị Hát, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần đây, ước tính mỗi ngày có hơn chục tin nhắn chào mời đổ bộ vào MacBook của chị mà không có cách nào ngăn chặn. Nội dung tin nhắn Xin chào bạn có muốn tìm công việc bán thời gian không với mức lương 5 triệu 30 triệu một tháng mỗi ngày ít nhất 500.000 không phí phụ thu công việc đơn giản làm tại nhà nếu bạn muốn tham gia với công việc này xin hãy liên hệ ngay với Zalo dưới 23 tuổi xin vui lòng không tham gia hầu hết các tin nhắn chỉ khác nhau ở số điện thoại để liên hệ Zalo Thử liên hệ với một số điện thoại từ tin nhắn nêu trên thì được giới thiệu là nhân viên tư vấn khách hàng của một tập đoàn hiện đang sở hữu lượng khách hàng đông đảo trên nhiều lĩnh vực. Nhân viên này cho biết, trong năm nay, để phát triển cho ứng dụng mới phát hành, tập đoàn này đã tổ chức một sự kiện chạy data lưu lượng khách hàng truy cập và giao dịch trên nền tảng sắp phát hành công việc của người tham gia sẽ là tải ứng dụng của tập đoàn trên và đăng ký tài khoản để giúp nhà phát hành tăng lượng đăng ký. Sau đó, hàng ngày sẽ được tham gia nhận nhiệm vụ của nhà phát hành với mức hoa hồng hấp dẫn trong suốt quá trình sự kiện diễn ra. Cụ thể, khách hàng phải mua một gói nhiệm vụ có giá trị là 150.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng, tương ứng lần lượt với gói nhiệm vụ A, khi hoàn thành sẽ rút được tiền ở mức 220.000 đồng. Nhiệm vụ B khi hoàn thành sẽ rút được tiền ở mức 400.000 đồng. Và nhiệm vụ C khi hoàn thành rút được 650.000 đồng. Một người có thể nhận 3 lượt làm nhiệm vụ trong một ngày. Nhưng làm xong lượt nào thì rút lượt đó và nhận nhiệm vụ tiếp theo thì nạp tiếp và làm trong suốt quá trình diễn ra. Khi hỏi nhiệm vụ là gì, người này chỉ nói rất dễ nhưng phải tham gia thử thì mới biết. Như vậy, giả sử một người cứ bỏ ra 500.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ C thì thu về là 650.000 đồng, mức lãi kiếm được là 150.000 đồng. Giả sử một ngày thực hiện đủ 3 lần nhiệm vụ, số tiền kiếm được là 450.000 đồng, tương ứng 10 ngày kiếm được 4,5 triệu đồng. Nhưng hoàn toàn chưa biết khi nào quá trình này sẽ chấm dứt. Hay gần đây, cũng xuất hiện tin nhắn có nội dung giới thiệu tuyển dụng từ các trang thương mại điện tử lớn. Ví dụ, một tin nhắn nêu, mình là giám đốc marketing của Tiki. Hiện tại, cửa hàng Tiki cần tuyển số lượng lớn nhân viên chuyên đặt hàng để nâng cao số lượng giao dịch và thứ hạng của cửa hàng. Chỉ cần có kinh nghiệm mua sắm trực tuyến, mỗi ngày bạn có thể dễ dàng kiếm 800.000 đồng bằng điện thoại di động và tiền lương sẽ được quyết toán ngay trong ngày. Nếu bạn muốn tham gia công việc này, vui lòng áp Zalo tài khoản của giám đốc marketing. Thời gian rảnh rỗi, anh chị có muốn tham gia kiếm tiền cùng S không? không cần vốn mỗi ngày kiếm lợi nhuận từ 30.000 đến 3 triệu, mời anh chị vào tham khảo. Đại diện Bộ phận Hỗ trợ Bán hàng trên Tiki khẳng định Tiki không liên quan các cá nhân như Nguyễn Hoài Phương, người tự xưng là giám đốc marketing Tiki trong các tin nhắn mạo danh gửi đến điện thoại người dân gần đây. Đây hoàn toàn là hình thức mạo danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm. Hiện nay, lừa đảo mạo danh vẫn nở rộ. Ngoài những tin nhắn lôi kéo người dùng qua chiêu có thêm việc làm, tăng thu nhập như trên, thì những vụ lừa đảo mạo danh các dịch vụ điện nước, bảo hiểm xã hội, cho vay tiêu dùng vẫn liên tục diễn ra. Sáng sớm ngày 29 tháng 11, anh Nguyễn An Thuyên thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên công ty điện lực Hà Nội. Người này thông báo gia đình anh Thuyền tháng 4 có lắp đồng hồ điện nhưng còn nợ tiền chưa thanh toán. Tổng chi phí lắp đặt là 58 triệu đồng, nếu không thanh toán sớm, công ty sẽ cắt điện của hộ gia đình. Người này còn đọc đầy đủ họ tên, năm sinh và số chứng minh nhân dân của anh Thuyền. Điều đáng nói là gần đây gia đình anh có liên hệ công ty điện lực nhờ kéo dây, nên vụ liên lạc này rất khó để phân biệt thật giả. Rất may, anh Thuyền cảnh giác nên lật tẩy cho lừa đảo này mà không mất tiền. Một chiêu lừa khác cũng nhắm vào những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn sau dịch Covid-19 cần sự giúp đỡ. Đó là trường hợp của anh B, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, được đối tượng mời chào qua Zalo vay theo hình thức mở thẻ tín dụng nội địa. Anh yêu cầu được tải app và điền các thông tin cá nhân để được đăng ký mở thẻ. Để hồ sơ vay được duyệt, kẻ lừa đảo đề nghị anh B chuyển 40 triệu đồng tiền phí bảo lãnh ban đầu. Sau khi hồ sơ được duyệt vay, thì số tiền này sẽ được trả lại. Anh B đã chuyển số tiền theo tài khoản kẻ gian cung cấp, sau đó anh nhận được một đơn duyệt tài khoản vay sẽ được chuyển về ví điện tử, nhưng kẻ gian cũng gây khó dễ cho hay thông tin bị sai nên cần phải chỉnh sửa. Phí chỉnh sửa là 40 triệu đồng. Lúc này anh B mới nghi ngờ thì kẻ gian đã trốn mất. Cách đây hơn một tuần, chị N, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian lừa lấy mất hơn 625 triệu đồng trong tài khoản sau khi nhận được tin nhắn giả mạo bảo hiểm xã hội để xác nhận thông tin nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Cũng trùng hợp là chị đang chờ tin nhắn xác nhận từ trang web của cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng nhập và kiểm tra thông tin hướng dẫn cho người lao động trong công ty. Nên sau khi nhận được tin nhắn giả mạo, chị đã đăng nhập vào đường link gửi kèm và đã bị mất tiền ngay. Cụ thể, trong lúc chị N đang thực hiện việc đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội trên ứng dụng trực tuyến VSSID và chờ tin nhắn xác nhận để đăng nhập. Ngày sau đó, chị nhận được một tin nhắn xác nhận thông tin để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp kèm một đường link. Lúc đầu, chị N cũng có nghi ngờ và copy đường link vào máy tính để đăng nhập thử thì thấy dẫn đến website giống trang web của bảo hiểm xã hội và yêu cầu đăng nhập. Nhưng sau đó, chị lại nhận thêm tin nhắn báo mã OTP từ đầu số ngân hàng BIDV nơi chị mở tài khoản và yêu cầu nhập thông tin. Bản thân chị N nghĩ rằng mình chỉ đăng nhập thử và không thực hiện gì đến tài khoản ngân hàng nên sẽ không sao. Nhưng sau khi thử nhập mã OTP và được báo không thành công, chị N lặp lại động tác này thì ngay lập tức có hai lệnh chuyển tiền từ tài khoản đã thành công, lấy đi số tiền 625 triệu đồng. Chị N chia sẻ, có quá nhiều sự trùng hợp nên mình mới bị mất cảnh giác. Bản thân mình bình thường cũng không bao giờ để ý đến những tin nhắn rác đó, nhưng vì đang chờ thông tin từ bảo hiểm xã hội nên mới bị sụp bẫy. Có thể những kẻ lừa đảo đã lập sẵn lệnh ảo để lấy cắp OTP và ngay lập tức chuyển tiền sang tài khoản ở ngân hàng khác. Biết là việc này rất khó để lấy lại tiền, nhưng mình muốn lan tỏa câu chuyện này để mọi người cảnh giác hơn. Kể cả ngân hàng để xem lại vấn đề bảo mật, an toàn cho tài khoản. Khi đưa câu chuyện của mình lên trang cá nhân, nhiều người chia sẻ nỗi buồn của chị Đờ và cho biết họ cũng đã liên tục gặp nhiều tin nhắn giả mạo thời gian gần đây, nhất là giả tên các ngân hàng. Nhiều nhà băng cũng đã liên tục cảnh báo tình trạng gửi tin nhắn mạo danh lừa đảo này. Khi khách hàng có nhận được các tin nhắn lạ mang tên ngân hàng thì không nên bấm vào đường link lạ mà liên hệ trực tiếp đến tổng đài của ngân hàng để được kiểm tra lại thông tin. Tương tự, các chuyên gia bảo mật đều cho rằng khi nhận được những tin nhắn, email lạ kèm các đường link, dù được gửi từ tổ chức nào thì người dùng đều phải cẩn trọng kiểm tra lại thông tin với cơ quan tổ chức có liên quan, đặc biệt không nhập mã OTP, thông tin tài khoản hay làm theo yêu cầu chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tránh bị lừa đảo. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách an ninh mạng tập đoàn BKV nhận xét các hình thức, thủ đoạn lừa đảo từ trước đến nay thường dựa vào tình hình thông tin xã hội, kinh tế để xây dựng kịch bản đánh vào sự cả tin nhẹ dạ của nhiều người. Vì vậy, người dân nên hết sức cảnh giác vì kẻ gian liên tục thay đổi hình thức để đánh vào tâm lý, làm mất cảnh giác để lừa tiền.